Hello cả nhà ơi, thì tối nay bữa cơm tối của vợ chồng mình cũng sắp xếp xong rồi. Đi làm về thì cũng mệt. Rồi giờ mình có nấu bốn món ăn rất là ngon nghe. Mời cả nhà cùng ăn chung ha. Đây, cá đồ chiên giòn, chả cá thắt lát chiên, heo quay xào cải. Đấy, cải nấu canh với lại chả cá thác lát với gừng. Đây, hai có hai đệ tử đang ngồi chờ. Hello Lu. Hello Rosie. Mình làm cho hũ chè nhưỡng nhang. Ăn mà trẻ đẹp mãi mãi luôn nha. Thank you nha bạn, em gái. Mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Rồi, mời cả nhà cùng ăn cơm đi. Mời cả nhà cùng ăn cơm với hai chồng mình nha. Ăn tối quá rồi, đi làm về tối, ăn tối, nấu ăn trễ. Ăn cơm cục bé lục, bé lục, bé lục. Tự nhiên nè, coi nè. Trời ơi. Ăn kiểu gì vậy? Đó. Ăn kiểu gì sao tôi ăn được đây? Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống. Baby. Trời ơi. Có ăn rồi, chồm gì? Giang. Giang à. Đi làm về có hai cục vàng nè, hai cục vàng đang ngồi. Con, ra xuống. Mình ăn bò bía. Mau lên. Ra xuống cho tôi ăn. Bò bía của bạn mình tặng. Ăn lắm. Bỏ nó xuống nha. Ra xuống. Về. Xuống vậy. Cưng quá, hư chiều, hư quá. Ngồi lên đùi luôn. Trời ạ. Có cục vàng này nó ngồi. Nè, cho nó miếng chả xuống. Chả hả là mỡ, đừng có cho ăn mỡ nghe. Đó, phọc xuống liền, thôi gì đâu. Đừng cho ăn mỡ nghe, ăn muối tốt rồi. Chả hả? Ủa, có chả anh đó? Có. À, chả anh ấy hả? Chả thơm. Đây là canh chả cá thác lát, canh cải cải bãi xanh, nấu chả cá thác lát, ấy nước gừng, giò chả cá bỏ vô. Bò bía ngon quá. Cái lẩu canh hũ quan ngon quá trời. Tuyệt vời luôn á. Ăn đã luôn. Canh hũ quan, chả cá lát rất là ngon. Đã luôn. Đúng quá. Làm quần quật cả ngày chưa ăn cơm, bây giờ mới về. Đúng rồi. Mình chặt cá nó ăn được. Anh ăn đổ đồ lắm vậy? Ăn rõ mà. Luôn, để xuống. Tạc hư. Ui. Bà biến ngon quá, cả nhà. Tạc hư. Này khô cá đồ nè, bạn mình tặng cho luôn nè. Gia đình bạn nghe là tặng cho nè. Khô cá đồ ướp sẵn rồi đó. Với gia đình anh Kim ha. Với Kim. Là Kim Nga. Tên là Kim Nga Nga với Kim.
Rồi mấy đứa ăn chả cá thôi. Con luộc cái mà ăn đồ chiên á, không chịu được đâu. Đó. Em thấy là lô xì nó nuốt nước miếng vậy, em chịu nổi không? Đừng thăm ông bà ngoại thôi. Mình thức có lắm. hai đứa cháu hai đứa cháu bạn. Trời ơi, mỗi lần nó về là hả mẹ nó là nói là nó hư dữ lắm. Đây ông bà ngoại chiều quá. Cấm cho ăn. Cũng cho ăn. Rồi á, còn người. Má nó thì á là cấm. Nên về nó thêm mùi đồ ao Việt Nam chứ nó thèm. Đúng. Thôi. Bây giờ là mình ăn chả cá nè, mời cả nhà ăn chả cá nha, dai vô cùng luôn. Lấy kéo cắt, kéo nhấp, cái chua thì nó quay ngon quá. Cái chua mình mới ướp mới cuối ba mới hai ngày mấy ba ngày nó chua rồi. Nó vàng luôn, nó giòn lắm các bạn. Nhà mình làm cái chua nè, trứng vịt muối nè, từ nhà làm nó ăn phết, không có đi mua ngoài mà không biết làm nó bỏ gì. Đồ là mình mua mình ướp mình tự làm á, chả chua nè, trứng vịt muối nè, mình biết làm đủ thứ. Tại nhiều khi đâu đi làm về dài giờ quá không có thời gian để làm đồ ăn nhiều quá, chứ mình cũng thích yêu thích nấu ăn. Sorry là hả mình chuyên môn nấu tại party của mình nấu ở dưới basement, nấu hả 30-40 người ăn, nấu gần hả mấy chục món trên. Mà bên này là đi làm không có thời gian để nấu luôn,
sưng rồi cái chiều hơi mau quen rồi đút cái đầu vô nữa, trời ơi. Để tôi cắt cả cá chứ, từ từ. Nó thèm á. Cái gì cũng thèm, cái mùi đồ ăn mà thèm. Ồ, cà chua sẵn ngon á. Chị cũng, anh cũng ăn ké nữa nè. Ăn ké nữa. Luôn, ngồi yên nha. Đem xuống, chúng vô nó cắn người ta nữa, tôi kẹp luôn bây giờ. Kẹp bây giờ. Cưng quá, kẹp luôn, kẹp luôn. Cưng quá, hừ. Ngồi ăn, phóng lên, phóng xuống. Thấy thương, thấy cưng. Coi vậy mấy con chó nó yêu mến mến mình lắm. Mình đang thử cái đầu nghe. Rồi, đủ rồi, để xuống. Thứ hai nè, nó con, thứ hai. Đâu rồi, hấp, đừng có được chứ. Phải cho cái. Hồi sáng đi khám bác sĩ lên 2 pound. Ừ. Ủa dưới bao nhiêu? Mới bữa 176, lên 178. Yeah.
Thôi cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của hai vợ chồng mình. Tối nay ăn cơm có 4 món là canh chả cá thác lát với lại kẹp bơ xanh với lại gừng, heo quay xào với lại heo dịch quay xào với cải chua, cải chua rồi cá cá thủ đầu cá ướp sả ớt chiên với lại chả cá thác lát chiên giòn. Mời cả nhà cùng mời ăn chung và theo dõi nha. Nếu cả nhà thích và cho nữa là chè Nhuyễn Giang của bạn mình tặng cho cái buổi chè. Đúng rồi, ăn này là ăn xong là ăn cái này, ăn cái này là rất là trẻ đẹp. Cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Ăn cơm cùng hai đứa cháu này quậy nè, hai cháu siêu quậy nè.